Thì chúng ta đang là sinh viên năm thứ nhất hay là sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, năm thứ năm, thì chúng ta cần phải kiếm một cái việc gì đấy để chúng ta đi làm thêm, giúp trang trải sinh hoạt cũng như là trang trải việc học hành, do là tất cả cái chi phí hiện nay rất là đắt đỏ, lại rất là cao, nhiều nhất là những gia đình nào mà đang gặp khó khăn, người ta cần phải đi làm thêm để mà trang trải cuộc sống, thì cái công việc làm thêm giúp cho chúng ta năng động hơn, cũng như chúng ta có những kinh nghiệm tốt hơn, có những trải nghiệm để phục vụ cho những cái chặng đường tiếp theo của chúng ta. Thì ở video này tôi chia sẻ với các quý vị hai cái công việc làm thêm có thu nhập cao cũng như là không ảnh hưởng đến nhiều đến việc học tập, cũng như là có thể là tốt hơn cho việc học tập. Đấy, thì là hai cái công việc dạy làm thêm có thu nhập cao, đấy là nhất tôi đánh giá là việc nhất là gia sư. Đấy, gia sư. Đấy, thì hiện nay là cái công việc gia sư, khi chúng ta có khả năng đi dạy, thì là cái công việc gia sư giúp cho chúng ta có thu nhập cao nhất hiện nay, nếu mà so với các công việc khác. Là khi mà có những bạn lựa chọn công việc bán hàng, thì cái việc bán hàng thì nó khoảng độ cái thu nhập thì nó khoảng 20, 25 hay là 30 nghìn một giờ. Vậy thì là thu nhập 20, 25, 30 nghìn một giờ, thì so với cái công việc gia sư hiện nay thì chúng ta dạy 1,5 tiếng đến 2 tiếng thì cái thu nhập của nó là theo buổi 1,5 đến 2 giờ là thường thường là 150.000 200.000 đồng một buổi. Thì tại thời điểm này thì như vậy nó gấp 4 đến gấp 5 lần cái công việc chúng ta chọn như là bán hàng, hay là có những người chọn vận chuyển. Thì đấy, thì cái công việc vận chuyển thì nó rất là vất vả, đi ngoài đường nhiều thì làm cho chúng ta mệt mỏi. Nhưng cái công việc gia sư này tôi đánh giá là cái công việc có thu nhập cao. Đấy, thì cái việc vậy làm sao để cái công việc gia sư này chúng ta khi chúng ta đi dạy thì chúng ta không ảnh hưởng đến việc học tập, thì là có thể bằng cách là chúng ta chọn ai mà chọn làm gia sư thì chúng ta nên chọn một lớp thôi. Đấy, thì chúng ta dạy ai dạy môn toán này thì chỉ dạy môn toán lớp 7 hay là lớp 8 hay là lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12, hay là dạy tiểu học thì chúng ta chỉ dạy tiểu học thôi. Dạy một lớp thì giúp cho chúng ta không mất nhiều thời gian trong cái việc chúng ta soạn giáo án này, thì chúng ta đi đến phố này hay là chúng ta đi đến gia đình này chúng ta cũng nói nội dung như này, chúng ta đi đến gia đình khác chúng ta cũng nói cùng một nội dung. Đấy, thì cái việc chúng ta đi làm như vậy nó sẽ không mất nhiều thời gian cho việc soạn giáo án, chứ không phải suy nghĩ nhiều. Đấy, thì chúng ta chọn cái việc làm gia sư và chúng ta chọn dạy một lớp thôi, dạy nhiều lớp 7 môn toán hay là nhiều lớp 7 môn văn. Đấy, thì đến chỗ này chúng ta cũng nói thế này, đến chỗ khác chúng ta cũng nói như vậy, thì nó sẽ rất là nhàn và lại có thu nhập cao và lại không ảnh hưởng đến cái việc học tập của chúng ta. Đấy, và cái công việc gia sư thì chúng ta ví dụ như là một ngày chúng ta dạy một buổi hay là hai buổi. Đấy, thì cái có thể chúng ta cũng có thể kiếm được 300 đến 400 nghìn một đồng một ngày. Đấy, thì cũng là rất là cao. Đấy, thì là tôi chia sẻ là như vậy. Đấy, còn cái công việc thứ hai, là chúng ta có thể là thực tập theo cái chuyên ngành của chúng ta. Đấy, theo chuyên ngành. Khi chúng ta thực tập, chúng ta làm cái công việc theo chuyên ngành, đúng cái công việc chúng ta thích, thì có thể công việc này so hiện tại so với công việc làm gia sư thì nó không cao bằng. Tôi nghĩ là không cao bằng, nhưng mà khi chúng ta thời gian đầu chúng ta dành thời gian học cái chuyên ngành của chúng ta, thực tập cái chuyên ngành của chúng ta, thì đến lúc chúng ta có kinh nghiệm thì sau này về sau thì cái thu nhập nó sẽ cao hơn rất nhiều. Đấy, nó có sự đột phá cho chúng ta. Đấy, thì có hai công việc tôi đánh giá là làm thêm có thu nhập cao. Đấy, ví dụ như là trong trường hợp mà chúng ta thực tập theo chuyên ngành, chúng ta ban đầu chúng ta thấp, thì chúng ta có thể kết hợp với cái việc gia sư. Đấy, thì chúng ta làm cả hai việc cùng một lúc, giúp cho cái việc học của chúng ta được tốt hơn. Đấy, thì khi chúng ta là được làm theo chuyên ngành và thực tập theo chuyên ngành,
thì giúp cho chúng ta việc học của chúng ta sẽ gọi là có những kinh nghiệm thực tế giúp cho chúng ta có kết quả cao đấy. Cái việc theo chuyên ngành ban đầu thì cái thu nhập có thể không được cao, thiếu, không đủ để trang trải cuộc sống để chúng ta kết hợp tác với về cái việc đi dạy nữa đấy. Thì hai công việc tôi chia sẻ là như vậy đấy. Thì nếu mà các quý vị có cái ý kiến khác nào ấy, thì có thể để lại bình luận bên dưới để cho cái video này hoàn thiện hơn. Vậy thì để mà xem những cái công việc thực tập hay là sự theo chuyên ngành hay là công việc gia sư thì các quý vị có thể là vào trang web là alolon.com.vn, nơi là tôi đang làm việc. Tôi đang làm việc tại alolon.com.vn, để chúng ta có những câu hỏi gì chúng ta cần hỏi chúng ta có thể lại bình luận bên dưới. Rất là mong các vị hãy đăng ký kênh để xem các cái video tiếp theo. Đấy. Rất là mong các vị hãy đăng ký kênh hoặc là có những ý kiến gì đó cần hỏi hay là có ý kiến góp nào cũng có thể để lại bình luận bên dưới. Video này tôi kết thúc ở đây. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại quý vị ở video mới ạ.